Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ hai ngày 5 tháng 2. Chương trình có những nội dung chính sau. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn tổng công ty nhà nước về các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền Tết Giáp Thìn 2024 với sự góp mặt của con đường gốm đỏ tỉnh Vĩnh Long, đặc sắc thu hút đông đảo khách tham quan. Vĩnh Long sôi động không khí mua sắm những ngày giáp Tết. Một nghe người dân nói sẽ là những ghi nhận ý kiến của người dân Vĩnh Long phấn khởi chuẩn bị đón mừng năm mới. Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn tổng công ty nhà nước. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn thách thức, song năm 2023, tình hình kinh tế xã hội nước ta đạt được kết quả quan trọng khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, là điểm sáng trong bức tranh tối màu của kinh tế thế giới. Thủ tướng khẳng định, trong thành tích chung đó có sự đóng góp của 19 tập đoàn tổng công ty dưới sự điều hành quản lý của Chính phủ, trực tiếp là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Với mong muốn năm 2024, các tập đoàn tổng công ty tập trung nhiều hơn cho đầu tư phát triển, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, các tập đoàn tổng công ty phân tích đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và thời gian tới. Đặc biệt, các đại biểu đà soát sự cần thiết hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách và pháp luật liên quan đến các tập đoàn, để các tập đoàn tổng công ty hoạt động hiệu quả hơn. Tối qua, chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền Tết Giáp Thìn 2024 đã chính thức được khai mạc tại bến Bình Đông, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự lễ khai mạc có ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Liệt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền là một trong 19 sự kiện trang hóa nghệ thuật lễ hội tiêu biểu thường niên tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện năm nay có quy mô 654 điểm kinh doanh đến từ hơn 600 nhà vườn, chủ yếu là các tỉnh miền Tây. Đặc sắc của sự kiện năm nay là lần đầu tiên có con đường gốm đỏ tỉnh Vĩnh Long được đầu tư bài trí độc đáo từ hơn 400 sản phẩm gốm sản xuất ngay tại làng nghề gạch gốm truyền thống hơn 100 năm tuổi của địa phương. Cùng điểm nhấn là mô hình ngôi nhà ba gian hai giái truyền thống hoàn toàn bằng gốm đỏ Vĩnh Long đã được xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2023, góp phần thu hút đông đảo du khách đến với chợ Hoa Xuân năm nay. Tại lễ khai mạc, các đại biểu đã tham quan đường gốm và thực hiện nghi thức khai lò, tham quan gian hàng sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của các tỉnh, thưởng lãm không gian qua thành phố Đà Lạt. Chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền sẽ diễn ra đến ngày 30 Tết với nhiều hoạt động văn hóa dân nghệ phong phú đặc sắc gắn liền với vùng sông nước Nam Bộ. Mừng Xuân Giáp Thìn 2024, sáng nay, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long do ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre. Cùng đi có ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tiếp giờ làm việc với đoàn có bà Hồ Thị Quang Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc thắng lợi đến đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc Bến Tre sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đề ra. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tin tưởng mối đoàn kết gắn bó giữa hai tỉnh sẽ ngày càng thắt chặt và bền vững hơn, nhất là khi cầu Đình Khao triển khai thi công hoàn thành, tạo điều kiện để người dân hai tỉnh lưu thông giao thương hàng hóa, phát triển liên kết vùng. Bà Hồ Thị Quang Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre khẳng định, lâu nay hai tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long vốn đã có truyền thống đoàn kết gắn bó hỗ trợ nhau phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc triển khai các bước để tiến hành xây cầu Đình Khao.
thống nhất quan điểm hai tỉnh xem xét liên kết dùng là động lực kết nối và dẫn dắt sự phát triển của các địa phương cùng với các công trình khác. Cầu Đình Khao nối Bến Tre với Vĩnh Long được kỳ vọng mở ra cơ hội mới để không chỉ Bến Tre mà Vĩnh Long và các tỉnh trong vùng sẽ cùng phát triển trong tương lai. Giờ sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu Công an tỉnh Vĩnh Long, dự hội nghị có ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2023, lực lượng Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 03. Hai ngành đã chủ động nắm chắc, phân tích tình hình, thường xuyên trao đổi, xác minh thông tin, thống nhất đánh giá, dự báo. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu đề xuất nhiều chủ trương giải pháp có ý nghĩa cơ bản, chiến lược về bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, xây dựng phong trào, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ phối hợp trọng tâm của hai ngành trong năm 2024, yêu cầu tăng cường phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị đóng góp dự thảo báo cáo chính trị và các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 tới. Ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị. Các đại biểu được thông qua 3 tờ trình xin ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10. Tờ trình về đề án nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa 10 và tờ trình về đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2024-2029. Các đại biểu thống nhất thông qua nội dung các tờ trình, đồng thời đóng góp ý kiến về cấu trúc, bố cục và nội dung của dự thảo báo cáo chính trị. Trong đó, Về tiêu đề của đại hội, đại biểu thống nhất phương án thể hiện cụ thể quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Đặc biệt trong phương hướng nhiệm vụ, đại biểu đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần xác định các khâu đột phá mới, tiếp tục tăng cường vận động hợp tác sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Sáng nay, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh Quý Viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến thăm và chúc Tết cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã thăm hỏi sức khỏe, chúc Tết tặng quà và biểu dương cán bộ, viên chức, người lao động cơ sở đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc người nghiện ma túy. Chia sẻ những khó khăn của trung tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn đơn vị tiếp tục nỗ lực cao, phát huy tính sáng tạo, chủ động, đề ra các giải pháp thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long đang tiếp nhận quản lý 207 học viên, 100% học viên được cắt cơn, giải độc, tư vấn, chăm sóc và điều trị bệnh, được học nghề, tham gia lao động trị liệu có thu nhập trong thời gian chữa bệnh tại cơ sở. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh cũng đã đến thăm chúc Tết Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Cũng trong sáng nay, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh Quý Viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đến trao quà Tết cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Bình Minh. 50 phần quà được trao cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn thuộc phường Đông Thuận, xã Đông Bình và xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm 300.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh dẫn động Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Long tài trợ. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa thì vào tối ngày hôm qua, chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền đã khai mạc tại bến Bình Đông, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc sắc tại chợ hoa xuân năm nay đó là sự có mặt lần đầu tiên của con đường nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long. Hạng mục này đã thu hút và nhận được sự thích thú từ đông đảo người dân thành phố và du khách.
Con đường nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long được thiết kế nằm trên tuyến đường Nguyễn Văn Của, phường 13, quận 8, ngay cổng chính vào chợ Hoa Xuân. Đường gốm dài 80m, rộng 9m, sử dụng hơn 400 sản phẩm gốm được sản xuất ngay tại làng nghề gạch gốm Mang Thích để trang trí. Tạo điểm nhấn cho đường gốm là mô hình lò gạch và mô hình ngôi nhà ba gian hai trái truyền thống hoàn toàn bằng gốm đỏ Vĩnh Long đã được xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2023. Khi mà mình bước vào đường hoa, đập vào mắt mình ngay đầu tiên đó là một con đường gốm rất là dài, và đây là một cái tạo hình mà Quỳnh chưa thấy ở bất cứ cái đường hoa nào hết, cho nên là Quỳnh rất là ấn tượng. Năm nay có một cái đặc biệt là rất là ấn tượng đối với chị là ở đây nó có thêm cái gốm Vĩnh Long á. Với sắc gốm đỏ đặc trưng riêng có, cùng với thiết kế bày trí các tiểu cảnh hài hòa đẹp mắt, con đường nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long nhận được sự quan tâm hiếu kỳ của người dân, du khách. Không chỉ đến tham quan, thưởng lãm, chụp ảnh, mà còn muốn tìm hiểu nhiều hơn về làng nghề gạch gốm có lịch sử hơn 100 năm tuổi của địa phương. Mình thấy cảnh quê này rất là đẹp. Thực sự là mình là một người dân miền Bắc, mình xưa giờ cũng chỉ biết gốm sứ Bát Tràng thôi. Mình cũng rất muốn khám phá về những cái nét văn hóa đặc sắc ở miền Tây. Gốm Vĩnh Long để trang trí những cảnh đẹp như vậy thì chắc người dân thành phố nói chung và tôi cũng nói riêng là sẽ đến tìm hiểu gốm Vĩnh Long. Hy vọng là sẽ có một dịp nào đó để đi đến Vĩnh Long để mà khám phá cái làng nghề này. Con đường nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long không chỉ góp phần tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền Xuân Giáp Thìn năm 2024, đồng thời cũng là dịp giới thiệu, quảng bá hình ảnh, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm của làng nghề gạch gốm Vĩnh Long và gắn kết phát triển du lịch địa phương. Xin chuyển sang những thông tin sôi động do phóng viên truyền hình Vĩnh Long ghi nhận sáng nay về chợ Tết Giáp Thìn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày giáp Tết thì không khí mua sắm tại các chợ siêu thị, trung tâm thương mại nhộn nhịp lên hẳn với sức mua bắt đầu tăng mạnh. Đi chợ Tết những ngày này không hẳn để mua sắm mà còn để tham quan cảm nhận cái đông vui những ngày giáp Tết. Chợ Vĩnh Long những ngày này nhộn nhịp lên hẳn với sức mua tăng khá. Tùy theo ngành hàng kinh doanh, gần 2.000 tiểu thương của chợ đã chủ động nhập hàng hóa phong phú đa dạng. Đặc biệt, Ban Quản lý chợ Vĩnh Long đã xây dựng 5 điểm bán hàng bình ổn giá, phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Thấy chợ là rất là đông, sung rồi, người đi mua mứt đồ này kia ở chợ sắm sửa rất là vui rồi, nhộn nhịp so với ngày thường thì sức mua mấy hôm dài là tăng lên 70-80%. Là lâu mới về lần mà thấy nói chung là ấm cúng lắm. Đồ đạc thì nói chung cũng tương đối là rẻ chứ không phải là mắc. Tất cả mọi thứ như vậy, từ cái cây hay là bánh mứt các thứ này nọ. Tại vì đi mua vòng vòng tự giờ mà, là rất phấn khởi. Lượng người dân đến mua cũng đã nhiều hơn. Bà con tiểu thương cũng đã chủ động cái nhiều dự trữ cái nguồn hàng hóa chuẩn bị cho phục vụ Tết. Hiện nay thì chợ đã thông thoáng hơn so với trước đây do các việc sắp xếp các bố trí các ngành hàng lại hợp lý thì tạo điều kiện cho khách du lịch, khách nước ngoài cũng như là bà con người dân ở Vĩnh Long đến tham quan mua sắm. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại và các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh, không khí mua sắm cũng đã sôi động hơn. Tại siêu thị Co.op Vĩnh Long, thời điểm này sức mua đã tăng hơn từ 50 đến 70% so với một tuần trước đó. Đơn vị phải liên tục cho nhân viên lên hàng tại các kệ để phục vụ người tiêu dùng. Với giá trị hàng hóa dự trữ hơn 120 tỷ đồng cùng chương trình bình ổn, siêu thị đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ người tiêu dùng. Hiện nay là kinh nghiệm về cái phục vụ Tết thì chúng tôi đã có và đảm bảo về cái lượng két thì chúng tôi đã tăng là khoảng 30 đến 40% số lượng để két để phục vụ cho khách hàng. Trong đó nhân sự chúng tôi sẽ sắp xếp cái việc mà tăng ca, cái việc là đi ca gãy để đảm bảo cái việc nhân sự phục vụ cho cái khách hàng nhanh chóng kịp thời. Mặc dù chi tiêu của người dân năm nay có phần thắt chặt hơn so với mọi năm, song không khí mua sắm những ngày giáp Tết cũng rộn ràng hơn trong những năm qua. Bởi mọi người, mọi nhà, dù ít hay nhiều, thì ai cũng sắm sửa, chuẩn bị chào đón một cái Tết đầm ấm, sung túc. Cùng với chợ Hoa Xuân thành phố Vĩnh Long, thời điểm này chợ dưa hấu Tết cũng bắt đầu sôi động hơn khi mà các tiểu thương đã lên hàng đầy đủ, phục vụ cho người tiêu dùng mua sắm. Các xe dưa liên tục lên hàng. Tiểu thương và người dân mua bán nhộn nhịp.
Không khí mua bán sôi động tại chợ dưa hấu Tết năm nay cho thấy thị trường khả quan hơn mọi năm. Các mặt hàng dưa chưng và dưa ăn được tiểu thương đưa lên chợ rất phong phú, đa dạng, với đủ kích cỡ, chủng loại, phục vụ người tiêu dùng. Nãy giờ tôi đang mua cũng 5-6 cặp rồi. Dưa thì năm nay thấy dao động thì cũng 25-30 ngàn một ký. Không có tăng, thấy chất lượng thì thấy dưa cũng đẹp, tròn, vừa túi tiền. Tôi lên bữa rằm tới nay, lên khoảng 7 tấn. Bán cũng được 2 tấn mấy 3 tấn rồi. Theo ghi nhận, dưa hấu Tết năm nay lên chợ nhiều hơn so với năm ngoái, vẫn là các mặt hàng dưa truyền thống. Trong đó, dưa hấu ăn có tăng giá hơn so với ngày thường và dao động từ 13-20 ngàn đồng một ký tùy kích cỡ. Dưa chưng dao động từ 20-30 ngàn đồng một ký, ổn định so với năm ngoái. Nắm bắt nhu cầu khách hàng, nhiều tiểu thương còn nhận vẽ qua văn, khắc chữ, lên trái, với phí tính thêm từ 20-50 ngàn đồng một trái, tùy theo chữ và mẫu mã. Đồng thời tiểu thương còn giao hàng tận nơi khi khách có yêu cầu. Dưa khắc này thì nó chuộng, gần đây nó rất là chuộng, cho nên là cái tỷ lệ mà bán dưa khắc này nó cũng nhiều. Là một ngày em bán trung bình là được 20 cặp dưa khắc. Ở đây bán thì trong thành phố Long thì có giao hàng tận nơi luôn. Nhiều khi người ta làm cũng chập Tết này cũng bận biểu rồi này kia đó, thì mình cũng giao tới nhà đấy. Khu vực bán dưa hấu Tết Giáp Thìn năm nay có trên 80 lô và vẫn được bố trí trên các tuyến đường 30 tháng 4, Hoàng Thái Hiếu, Hùng Vương và Nguyễn Văn Trỗi. Đến thời điểm này, các lô dưa hấu đã lấp đầy, phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân nữa lại về, mang đến cho mọi người bao niềm an vui và hạnh phúc. Mùa xuân cũng là mùa của sự gắn kết, sự sẻ chia trong tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Trong những ngày qua, để chuẩn bị đón mừng năm mới Giáp Thìn 2024, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm đã cùng chung tay chăm lo Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ngoài quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo từ ngân sách tỉnh, đến nay toàn tỉnh cũng đã vận động được 46.610 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 17,1 tỷ đồng. Ngoài ra, cấp huyện và cấp xã đã vận động được 40.565 phần quà. Với số lượng quà Tết này, Vĩnh Long đảm bảo mọi gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn đều có quà Tết, tạo sự vui tươi, phấn khởi cho mọi người. Nhờ mặt trận mà vận động cho quà đó, đường bột ngọt, còn gạo nữa, cũng cảm ơn nhiều dữ lắm. Cô vui, mừng, đỡ lo được một chút, Tết mừng dữ lắm. Các quỹ đảng cũng đã tập trung là giúp đỡ kịp thời, tạo mẫu điều kiện cho cái nhân dân, cho bà con mình, đặc biệt là những bà con khó khăn đó, rồi các gia đình chính sách. Đã có một cái phần những cái phần quà tuy là không lớn nhưng mà nó đã làm cho cái bà con mình vui vẻ là hân hoan để đón mừng một cái Tết rất là sum vầy và hạnh phúc. Nhà nước rất là quan tâm với cái hộ chính, trước hết là hộ chính sách, cái thứ hai là cái hộ nghèo, người cận nghèo, người hộ những cái hộ khó khăn vừa thoát nghèo năm 2023 thì đều có quà hết, thành ra từ đó thì dân rất là phấn khởi là đón mùa xuân là rất là hạnh phúc. Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, người dân phấn khởi còn có niềm vui từ những công trình mới. Các tuyến giao thông được xây dựng, tạo bộ mặt mới, điều kiện mới để nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Chỗ thị trấn Vũng Liêm được con lộ thế này thì dân ở trên đường này cũng như của thị trấn Vũng Liêm ta rất là vui, rất là mừng. Rồi phấn khởi phát triển về kinh tế, hộ gia đình càng ngày tốt hơn. Tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng cho thành phố Vĩnh Long, mà cụ thể tôi thấy là mấy cái công trình lớn đó, nó mang tính là bứt phá, thì đây là những cái công trình mà chúng tôi thấy rằng nó vừa là mỹ quan của đô thị nhưng nó là vừa là những cái động lực để cho thành phố Vĩnh Long phát triển. Năm nay thấy là ai cũng phấn khởi hết, vui mừng dữ dằn lắm. Thứ nhất là con đường đẹp đẽ, thứ hai nữa là dịp Tết này là xe tải rồi vô chở hàng quá lưu thông rồi dễ dàng dữ lắm.
Trong không khí chuẩn bị tất bật của những ngày cuối năm, người dân tỉnh Vĩnh Long càng thêm vững niềm tin vào sự phát triển của tỉnh nhà trong năm mới. Và từ niềm tin đó, họ đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn trong lao động, học tập để góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh nhà trong năm mới. Để hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp Trà Nóc được an tâm sản xuất và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tốt hơn, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ, gọi tắt là SIPCO, vừa tổ chức hội nghị đối thoại ghi nhận những ý kiến của các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp này, xoay quanh vấn đề hạ tầng khu công nghiệp phục vụ Tết Nguyên đán và xanh hóa khu công nghiệp, giảm phát thải, hướng đến phát triển bền vững. Tại hội nghị, các doanh nghiệp tập trung thảo luận đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh, bền vững, như giảm phát thải tại khu công nghiệp, bổ sung mảng xanh toàn khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2. Về hạ tầng phục vụ sản xuất cung ứng Tết Nguyên đán, SIPCO đã tổ chức lại hoạt động giao thông, bao gồm tổ chức điểm đậu xe tạm miễn phí cho doanh nghiệp, lắp đặt biển báo hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường nội bộ nhằm đảm bảo lưu chuyển hàng hóa. Tại buổi đối thoại, SIPCO cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao tương thích với quy mô sản xuất trong hoạt động xử lý nước thải và khí thải cục bộ nhằm có những đóng góp thiết thực bảo vệ môi trường. Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ là đơn vị đầu tiên xây dựng và phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long với hơn 30 năm kinh nghiệm phục vụ hoạt động sản xuất của gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiện nay, đơn vị đang là chủ đầu tư khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho hơn 30.000 lao động của thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành lân cận. Thưa quý vị và các bạn, trong 12 con giáp thì rồng là con vật duy nhất không có ngoài đời thực. Song hình ảnh rồng lại xuất hiện nhiều trong nghệ thuật, nhất là lĩnh vực mỹ thuật. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với hình ảnh về những bộ sưu tập lấy cảm hứng từ rồng độc và lạ mà nhiều nghệ sĩ đã giới thiệu tới công chúng nhân dịp chào năm mới Giáp Thìn 2024. Trong những cái tác phẩm ở đây thì em ấn tượng nhất với bức tranh rồng màu đỏ ở đằng kia, bởi vì nó đúng với trong suy nghĩ của em, cái hình tượng về con rồng. Nó tạo cho em cái cảm giác như là đấy là một loài linh vật mang lại sự quyền lực, phú quý và thịnh vượng. Chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, mỗi tác phẩm hay bộ sưu tập mang hình tượng con rồng độc đáo ấn tượng đều như một lời chúc năm mới an lành và hạnh phúc tới mọi người, mọi nhà. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.